Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty giấy Hà Giang tại khu công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào trưa cùng ngày. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, bước đầu vụ việc ghi nhận một người tử vong và có một số người khác bị thương. Theo nhân chứng, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 4, nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trên. Sau đó là cảnh tượng tan hoang, mái xưởng, vật tư sản xuất rơi vãi, hỏng hóc. Hình ảnh người dân ghi lại cho thấy có ít nhất 3 nạn nhân nằm bất động tại hiện trường. Lãnh đạo xã Phú Lâm cho biết công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 2019 và đang tiến hành sửa chữa thì xảy ra sự cố. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc